Hyundai Creta 2023-2024 là một dòng xe của giới trẻ, được pha trộn giữa những cái cũ và cái mới. Với hệ thống chiếu sáng Hyundai Creta 2023-2024, bản cao cấp trang bị công nghệ LED cùng các tính năng đèn pha tự động bật tắt. Hệ thống đèn LED H này có hai cụm đèn gồm 4 mắt chip LED H, khi cốt ánh sáng cốt bật, khi pha ánh sáng pha và cốt bật đồng thời. Điều này khiến nhiều các khách hàng cảm thấy không đủ ánh sáng khi di chuyển. Ánh sáng có vẻ cắt nhưng nhiệt màu lạnh, ánh sáng không đủ phủ rộng nên điểm nhìn vô cùng hạn chế. Điều này khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Còn bây giờ hãy là quy trình nâng cấp ánh sáng với hai đôi bi F cộng Ultra. Đây là dòng bi 1.8 inch vô cùng phù hợp với dòng xe này. Quy trình làm zin từ bát cắt, nguồn điện, thẩm mỹ sẽ đảm bảo sự an tâm tuyệt đối tới khách hàng khi bàn giao xe cho Phương Đông Auto. Sau khi tháo mặt BK, ta sẽ kiểm tra bên trong đèn. Với hai cụm đèn chia pha cốt được liền nhau khá nhẹ, ta tháo ra cất đi và tiến hành quy trình tiếp theo. Bát zin là khung bát đỡ được cắt theo tiêu chuẩn zin các ốc bát đèn, với khung bát đèn này làm hai nhiệm vụ chính: cố định bi và chống rung cho bi đèn. Quá trình căn đèn cần một mặt căn và một đèn laser xanh. Ánh sáng lúc này được đảm bảo các yếu tố về màu sắc vàng, bám đường, phải cắt rõ ràng và có độ phủ rộng khá là rộng. Dòng này cộng Ultra có mắt chip LED 6.3 với công suất cốt là 45W, khi pha là 55W, một diode laser của Nhật 10W, nhiệt màu 5000-5500K và cường độ ánh sáng là 8500 lux. Với thông số này đảm bảo cho bộ ánh sáng hoàn hảo, đúng không ạ? Sau khi hoàn thành, ta cắm jack điện. Với nguồn jack này hoàn toàn là dây được lắp thêm nên không ảnh hưởng tới dây nguyên bản của xe Creta. Khi nâng cấp ánh sáng pha cốt để hoạt động đồng thời, kể cả khi pha và khi cốt. Sau quá trình nâng cấp đèn cho Creta 2023-2024, ta đảm bảo các yếu tố quan trọng như quy trình làm việc chuyên nghiệp, giữ zin jack dây của xe, ánh sáng đậm, thẩm mỹ đẹp hơn, ánh sáng văn minh hơn, mang thứ sự an toàn như đi vào trời mưa đêm, đi nhanh trên cao tốc, đi an toàn trên đường núi. Đây chính là những thứ mà ánh sáng mang lại chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Phương Đông Auto. Quan trọng cầu liên lạc với anh review Phương Đông Auto hoặc cho Phương Đông Auto một comment, một like, một chia sẻ. Cảm ơn các bác rất nhiều.